Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập lây lan trong trường học, các nhà trường đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận tại các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi đến trường, khuyến khích việc đeo khẩu trang trong lớp. Nhà trường giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh khi đến trường. Trong buổi sáng nay, ngày 30 tháng 1, khi nhận thông tin có 4 học sinh có biểu hiện sốt, nhà trường đã cho các em nghỉ học và yêu cầu phụ huynh thông báo y tế với trạm y tế phường để được tư vấn. Trong cái thời điểm này thì nhà trường là tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và rà soát để bổ sung các thiết bị và dụng để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch. Và nhà trường cũng khuyến cáo đến giáo viên là không đi ra các vùng tỉnh ngoài và đặc biệt là những vùng có dịch. Tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, cán bộ nhân viên phụ trách phòng chống dịch đang rà soát học sinh, phụ huynh và người nhà học sinh có lịch sử đi đến từ vùng có dịch, đồng thời tạm dừng tất cả các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm đối với học sinh. Nhà trường đã lên kế hoạch là tổ chức cho các con một cái chương trình ngoại khóa dưới sân trường, nhưng mà trước cái tình hình này thì nhà trường tạm thời hủy. Hiện nay các nhà trường đang rất chủ động trong việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả thì việc tuyên truyền để học sinh và phụ huynh thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế cần được đẩy mạnh hơn nữa. Tại một số trường vẫn còn tình trạng một bộ phận học sinh không đeo khẩu trang khi đến trường. Ngoài ra, việc tụ tập đông học sinh trong các giờ giải lao vẫn diễn ra phổ biến. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phòng chống dịch COVID, các doanh nghiệp vận tải khách bằng taxi trên địa bàn Thanh Hóa đã bố trí phương tiện, đảm bảo chất lượng và thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch cho đội ngũ lái xe và hành khách đi xe. Vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp taxi như Mai Linh, Bắc Trung Nam đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, đưa nhiều xe mới vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo thống kê, cả hai doanh nghiệp đã đầu tư gần 200 xe mới vào thay thế xe cũ đảm bảo chất lượng. Công tác đào tạo, tập huấn, kỹ năng lái xe an toàn, ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Như việc dừng đỗ xe đúng quy định, tránh tình trạng bị xử phạt nguội và gây ùn tắc giao thông. Nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ, không cho chở khách. Chúng tôi tuyên truyền để cho anh em chấp hành những cái quy định về luật giao thông để và những cái quy định về đậu đỗ của thành phố để tránh trường hợp là gây ách tắc hoặc là bị phạt nguội. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao, nhất là trên các phương tiện giao thông công cộng. Vì vậy, các doanh nghiệp taxi đã triển khai đồng bộ nghiêm túc quy trình phòng chống dịch từ khâu khử trùng phương tiện đến việc trang bị khẩu trang và xịt khô kháng khuẩn trên mỗi xe và yêu cầu các lái xe kiểm tra sức khỏe thân nhiệt trước khi lên xe. Đây là quy chế bắt buộc cho mỗi lái xe hoạt động chở khách. Về cái việc phòng chống dịch đối với đội ngũ lái xe chúng tôi rất là quan trọng và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Đấy, và hiện nay thì các cái thiết bị để mà đảm bảo phòng chống dịch thì đã đầy đủ cho các cái xe taxi. Đấy, đặc biệt là anh em lái xe thì luôn luôn là phải đảm bảo là đeo khẩu trang để khi phục vụ khách và khi khách hàng lên xe thì cũng nhắc nhở khách hàng để đeo khẩu trang. Đấy, và tất cả những cái xe mà trước khi phục vụ khách thì phải được sát khuẩn rồi đảm bảo được cái vệ sinh đúng theo quy định của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Những ngày qua, các địa phương đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thanh Hóa. Mới đây, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đã trao tặng 1.000 suất quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người dân trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 500 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của ngân hàng đối với người dân và cho biết sẽ phối hợp với các hội tặng cho cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh, người khuyết tật và trẻ mồ côi kịp thời đầy đủ, góp phần để mọi người dân đều được vui xuân đón Tết.
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 suất quà Tết với suất trị giá 500.000 đồng cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Tam Trung, huyện Mường Lát, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, xã Chí Nang, huyện Lang Chánh và thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân với tổng giá trị 50 triệu đồng. Hoạt động chúc Tết và tặng quà được Hội Nông dân tỉnh duy trì hàng năm nhằm động viên các gia đình hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, được đón xuân vui Tết ấm áp và đủ đầy hơn. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cùng với Tổng công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa vừa trao 400 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hoàng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống và thành phố Thanh Hóa. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, Tổng công ty Xây lắp Điện lực Thanh Hóa sẽ trao 1.035 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là gần 600 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Trần Thị Hướng, hội viên chi hội khu phố 11, phường Ba Đình. Chị Trần Thị Hướng là hội viên phụ nữ không có việc làm ổn định, bản thân bị bệnh tim mạch, sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện xây mới. Với sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn đã vận động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ xây dựng ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích gần 60m² với tổng kinh phí là 186 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban vận động Quỹ Bầu ơi phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh quận Tây Hồ, Công ty ANT đã trao 500 suất quà, mỗi suất quà trị giá 650.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Quảng Xương. Đây là những phần quà đầy ý nghĩa nhằm động viên khích lệ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Xương cũng như tỉnh Thanh Hóa có điều kiện đón Tết cổ truyền Tân Sửu vui tươi đầm ấm. Trong năm vừa qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là những hộ nghèo, đối tượng yếu thế. Với quyết tâm để mọi người dân đều có Tết, các sở ban ngành địa phương trong tỉnh đã chủ động ra soát tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách là nhiệm vụ hàng đầu được các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện. Trong dịp này, toàn tỉnh có gần 197.000 lượt người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước và của tỉnh. Việc chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho gần 75.000 người có công cũng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Thương binh chúng tôi về chế độ thì đầy đủ từ chế độ của nhà nước, của tỉnh, của thị trấn. Chúng tôi rất là biết ơn. Với tinh thần không để một ai bị đói, khó khăn trong dịp Tết và trong thời kỳ giáp hạt 2021, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ hơn 288 tấn gạo cho hơn 1.700 hộ dân ở các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Quan Sơn và Hội Người mù tỉnh. Các địa phương cũng cân đối nguồn ngân sách và bố trí kinh phí từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Vì Người Nghèo để thăm hỏi trao quà Tết cho các gia đình người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tết Tân Sửu tới đây, để được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã quan tâm giúp đỡ cho hộ người mù được một suất, mỗi một người là một tháng gạo Tết và 3 tháng cứu đói trong thời kỳ giáp hạt. Đó là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Và ngày hôm nay, Ủy ban Nhân Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng sang để tặng quà cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là các cháu mù đang học ở trung tâm hội mù tỉnh, để tạo ra một cái Tết rất là đầm ấm và anh em phấn khởi, lạc quan. Huyện Nhân Thanh thì đã triển khai giao cho các phòng chuyên môn, phòng lao động và xã hội, phòng dân tộc phối hợp cùng với lại Ủy ban Nhân dân xã là chủ động rà soát tất cả các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, những cái gia đình bảo trợ xã hội, đảm bảo là không bỏ sót một nhà nào. Tiếp tục thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao quà Tết cho các gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Khi mọi người mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, những nỗ lực của các cấp các ngành trong việc huy động nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo là nguồn động viên tinh thần to lớn mang đến cho các gia đình một mùa xuân mới, xuân yêu thương. Thời gian qua, các ngành, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, đồng thời quan tâm thu hút hỗ trợ các doanh nghiệp vào cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đầu tư sản xuất tại cụm công nghiệp Hà Bình, huyện Hà Trung
Doanh nghiệp này hiện đang giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động địa phương. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư vào cụm công nghiệp với hệ thống cơ sở tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, đặc biệt sự quan tâm của chính quyền địa phương về an ninh trật tự, môi trường đầu tư đã tạo điều kiện rất nhiều để đơn vị phát triển. Do đó mới đây, đơn vị này đã quyết định mở rộng nhà xưởng sản xuất. Chúng tôi đang mở rộng thêm nhà xưởng sản xuất với diện tích hơn 4,1 hectare. Khi nhà xưởng mới vào hoạt động sẽ tuyển thêm khoảng 3.500 lao động nữa. Rất cảm ơn chính quyền huyện Hà Trung đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp có thêm quỹ đất để mở rộng sản xuất. Tại huyện Hà Trung, chính quyền địa phương thường xuyên cử các cán bộ trực tiếp làm việc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đã chú trọng huy động nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông, hệ thống cơ sở tầng kết nối với cụm công nghiệp. Đến nay, Hà Trung đã có 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch trên 158 hectare. Đến hết năm 2020, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp tại huyện đạt 39,1%. Huyện đang phấn đấu hết năm 2021, tỷ lệ lấp đầy cụm tăng lên hơn 57%. Năm 2021, huyện sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư mang tính chất vùng để thông tin cho các nhà đầu tư về các định hướng quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Và huyện sẽ tạo mọi điều kiện để cho nhà đầu tư để thuận lợi nhất để đầu tư vào địa bàn. Thanh Hóa hiện có 74 cụm công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích 2.348 hectare. Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chủ động giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế. Nhờ vậy, đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 52 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Hiện đã có hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động trong cụm, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 56.000 lao động địa phương. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 31,4%. Hiện nay thì Đông Sơn còn 2 cụm công nghiệp. Huyện cũng đang cùng với nhà đầu tư để thúc đẩy và hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Và trong đấy thì đối với huyện thì sẽ hỗ trợ về cái việc mà đầu tư cái hệ thống hạ tầng kết nối tới cái khu công nghiệp để cho cụm công nghiệp sớm được hình thành. Vĩnh Lộc thì có 2 cụm công nghiệp để thực hiện được cái chỉ tiêu lấp đầy tỷ lệ trên 50%. Thì huyện Vĩnh Lộc đã tập trung hỗ trợ cùng với chủ đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng và hỗ trợ hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Việc quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp là tiền đề quan trọng để các địa phương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết việc làm cho người dân. Do đó hiện nay, Thanh Hóa đang khẩn trương rà soát, đánh giá lại hoạt động tại các cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp gắn với phát huy lợi thế của từng vùng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Thanh Hóa phấn đấu tăng tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt trên 50%. Những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hình thành được các vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung quy mô lớn. Các sản phẩm cây ăn quả của Thanh Hóa đã được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng mẫu mã. Để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang khuyến khích các địa phương tập trung đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây ăn quả. Tính đến hết năm 2020, tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh Thanh Hóa có gần 23.000 ha, sản lượng đạt gần 250.000 tấn. Các giống cây ăn quả chủ lực gồm bưởi, cam, ổi, thanh long, dứa chiếm hơn 80% tổng sản lượng cây ăn quả của tỉnh. Hiện nay đã có một số sản phẩm cây ăn quả được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như cam đường canh Như Xuân, bưởi Thọ Xuân, cam Vân Du, Thạch Thành, quýt Bá Thước. Các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa ra thị trường được kiểm tra quản lý chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn về mẫu mã, tem nhãn theo quy trình nghiêm ngặt, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế. Hiện nay, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang khuyến khích người dân phát triển cây ăn quả theo hướng tập trung, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, đồng thời đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh thông qua hoạt động xúc tiến thương mại. Cùng với phát triển diện tích mới, các địa phương cần bảo tồn, duy trì diện tích cây ăn quả đặc sản có nguồn gốc bản địa. Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP có ý nghĩa đặc biệt và là giải pháp quan trọng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hơn 3 năm qua, 2018-2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển các sản phẩm OCOP. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Khương ở xã Nga Thành, huyện Nga Sơn là một trong những công ty đầu tiên có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa. Được hỗ trợ 57 triệu đồng từ chương trình OCOP, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ủy ban dân huyện Nga Sơn và sự quyết tâm của các thành viên, từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP, hai sản phẩm chiếu cói thủ công và thảm trải sàn của công ty đã tăng số lượng tiêu thụ lên gấp đôi và đủ điều kiện để xuất khẩu sang Mỹ.
Mỗi năm, công ty tiêu thụ hơn 5 triệu sản phẩm, đạt doanh thu từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Thành công trong xây dựng sản phẩm OCOP của công ty đã góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, nâng cao thu nhập và hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cho địa phương. Khi mà được tham gia cái sản phẩm OCOP thì sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hiện tại là đang hai cái sản phẩm mình đã tham gia OCOP và hướng tới là cũng đang xin hỗ trợ thêm một số các sản phẩm nữa. Xác định xây dựng sản phẩm OCOP là bước đi mới trong xây dựng nông thôn mới. Các địa phương của Thanh Hóa đã tập trung thực hiện chương trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh các cơ chế chính sách của tỉnh, một số địa phương đã có cơ chế chính sách riêng để thực hiện chương trình OCOP. Ví dụ, huyện Triệu Sơn hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng cho việc phát triển một sản phẩm OCOP để mở rộng nhà xưởng, đầu tư cho thiết bị máy móc. Huyện Hoàng Hóa, Nga Sơn, Đông Sơn, Nông Cống hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng nhà lưới, nhà màng với mức hỗ trợ 35 đến 70 triệu đồng trên 100 mét vuông. Huyện Thọ Xuân hỗ trợ kinh phí in tem nhãn, bao bì, đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm với mức hỗ trợ 100 triệu đồng một sản phẩm. Đến nay, Thanh Hóa đã có 59 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 39 chủ thể OCOP, trong đó có 13 sản phẩm đạt 4 sao, 43 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Đặc biệt, sản phẩm nước mắm Lê Gia Hoàng Hóa đã được công nhận đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Thanh Hóa được xếp thứ 10 trong cả nước về số lượng đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Chỉ tiêu của tỉnh giao cho huyện Hoàng Hóa thì năm 2021 thì sẽ có một cái sản phẩm OCOP. Tuy nhiên thì để đáp phù hợp với cái tình hình thực tế tại địa phương, chúng tôi đang phấn đấu năm 2021 sẽ có một xã là về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu và hai xã là về đích nông thôn mới nâng cao. Kết hợp với cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì năm 2021 thì Hoàng Hóa đặt ra là có 7 cái sản phẩm OCOP. Để đạt được cái mục tiêu đấy thì ngay từ đầu năm 2021 thì huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đánh giá lại các cái sản phẩm chủ lực của từng địa phương một, từ đó thì đăng ký các cái sản phẩm mà có thể về đích. Trong thời gian tới thì huyện Thọ Xuân tiếp tục sẽ tăng cường cái công tác chỉ đạo trong cái chương trình phát triển nông nghiệp của huyện trong giai đoạn 2020-25 ấy, thì đang phấn đấu là từ 15 đến 20 sản phẩm. Huyện cũng định hướng là ít nhất phải mỗi một xã phải có một sản phẩm OCOP trở lên thì để góp phần vào cho cái việc là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cùng với các ngành địa phương đã tổ chức cho các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, xây dựng 5 điểm trưng bày sản phẩm OCOP tại thành phố Thanh Hóa và huyện Nga Sơn. Sản phẩm OCOP đã góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, tạo ra nguồn sản phẩm phong phú, đảm bảo về chất lượng, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa đi vào chiều sâu. Với tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa phấn đấu có thêm 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 100 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao và có 5 mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, những năm qua cây đào phai được nhiều địa phương trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đưa vào trồng. Sau nhiều năm phát triển, đến nay cây đào đã trở thành cây trồng hiệu quả, mang lại thu nhập và nâng cao đời sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Đã hơn 10 năm nay, gia đình bà Hà Thị Lan ở thôn Bái Thất, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh gắn bó với nghề trồng đào phai bán dịp Tết. Sau nhiều năm phát triển, đến nay gia đình bà đã trồng được 8 hectare với hơn 8.000 gốc đào. Tết năm nay, bà Lan dự định xuất bán khoảng 2.000 gốc đào. Năm nay nhà mình ấy thì cái khả năng là thu nhập nó sẽ tốt hơn. Với giá trị mà dự bán khoảng 2.000 cây đào, thì năm nay là mình dự tính là khoảng thu nhập khoảng tầm 800 triệu. Huyện Như Thanh thuộc vùng đất đồi trung du, thổ nhưỡng phù hợp để cây đào sinh trưởng và phát triển. Trước đây, người dân trên địa bàn huyện chỉ trồng tự phát manh mún nên hiệu quả kinh tế không cao. Từ năm 2010, huyện Như Thanh có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích người dân một số địa phương chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng đào, đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc đào cho các hộ dân. Đến nay, toàn huyện Như Thanh đã phát triển được gần 190 hectare đào, chủ yếu tập trung nhiều tại các xã Xuân Du, Xuân Phúc, Xuân Khang, Phương Nghi, Thanh Kỳ. Đối với trồng cây đào thì nói chung là cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn so với trồng cây lâm nghiệp. Đối với các cái diện tích đất mà dưới 15 độ dốc mà chúng tôi coi như là triển khai cho bà con nhân dân, tức là nhân rộng cái mô hình ra để chúng ta trồng cái cây đào. Trước hết
là tổ sẽ tổ chức cái lớp tập huấn để cho bà con nhân dân tiếp tục được tiếp cận với lại là cái khoa học kỹ thuật trong cái việc là chăm sóc và tạo ra những cây đào có cái giá trị kinh tế cao hơn. Và năm nay thì chúng tôi cũng bắt đầu là cấp các cái tem, cấp tem cho dán tem vào cái cây đào để khẳng định cái thương hiệu cái cây đào sản phẩm của Xuân Thu. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đào ở các địa phương trên địa bàn huyện Như Thanh nở đều, bông to đẹp. Hiện nay hầu hết các vườn đào đã được các thương lái đến đặt mua. Theo đánh giá của huyện Như Thanh, bình quân 1 hectare đào cho thu nhập trên 220 triệu đồng. Vì vậy Tết năm nay, nhiều hộ dân trồng đào có thể thu được hàng trăm triệu đồng nhờ vào nghề trồng đào. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân vui xuân đón Tết, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung lực lượng kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm này, ba đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021 đang tích cực kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, các ngành chức năng tập trung kiểm tra những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp này như thịt và các sản phẩm từ thịt, đồ uống, bánh, mứt, kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất nhập khẩu, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Cũng còn một số các cái tồn tại, sai lỗi từ các cơ sở xuất phát từ cái nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh là chưa hiểu rõ cũng như chưa nắm bắt được hết các cái quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, như thì là các cái sai lỗi về cái nhãn hàng hóa, rồi coi như là cái nguồn gốc coi như là chưa được rõ ràng từ các cơ sở bắt đầu nhỏ lẻ. Các cơ sở sản xuất mà vi phạm thì đoàn cũng đã tập trung xử lý vào các cái sai lỗi như tức là cái nguồn gốc cũng như là cái nhãn và đã xử lý theo đúng theo quy định pháp luật. Các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa cũng đã đẩy mạnh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp. Qua thực tế kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện một số vi phạm mà các cơ sở thường mắc phải, như chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, chưa công bố chất lượng sản phẩm, vi phạm các quy định thực hành an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các cái tổ giám sát cộng đồng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cái hộ kinh doanh trên địa bàn phường làm sao đảm bảo được cái tiêu chí an toàn thực phẩm. Ví dụ như là về các cái sổ về cái nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, để thực hiện các cái nội dung đảm bảo được an toàn thực phẩm, về chẳng hạn như là đeo tập dề, đeo găng tay. Được đoàn đến kiểm tra thì cũng động viên rồi nhắc nhở cơ sở, để cơ sở có thể có những các cái đang còn chưa đạt thì mình phấn đấu để mà đạt, để phục vụ cho người dân tốt hơn. Cùng với việc kiểm tra giám sát ở tất cả các khâu sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm, các ngành chức năng của Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm của những đơn vị sản xuất kinh doanh có uy tín, không mua hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn và Công an huyện Triệu Sơn vừa trao thưởng cho Công an xã Khuyến Nông và Công an xã Thái Hòa huyện Triệu Sơn vì lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Điển hình là trong thời gian vừa qua, Công an xã Khuyến Nông đã xác minh làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng chuyên đột nhập các công sở, trường học để trộm cắp tài sản. Công an xã Thái Hòa đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Để kịp thời biểu dương thành tích này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn và Công an huyện Triệu Sơn đã trao thưởng cho Công an xã Khuyến Nông và Công an xã Thái Hòa. Qua đó, động viên lực lượng công an xã tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.